trong cái bài mà thiết kế layout web trong segment 2, thì sau khi mà các bạn thiết kế các cái phần của cái layout web xong, thì chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ để mà chúng ta cắt cái bức ảnh của chúng ta ra. Cắt bức ảnh bằng cách là các bạn dùng công cụ ở đây, con dao Style Tool, để các bạn cắt bức ảnh của chúng ta ra. Như vậy trong công cụ này thì chúng ta muốn cắt cái bức ảnh ở phần nào thì chúng ta click chuột và chúng ta kéo. Đó, kéo như thế. Giả sử như ở đây thì cắt rồi, từ 1 cho đến 13, 14, 15, 15 phần. Như vậy giả sử thầy muốn cắt ở phía dưới này thành một phần nữa thì thầy kéo chuột rồi thả ra ở đây. Đấy, như vậy nó sẽ thêm phần 16. Rồi sau đấy các bạn có thể chỉnh sửa bằng cách là các bạn chọn Size Select Tool, tức là bạn chọn từng phần để bạn thay đổi, tăng, giảm kích thước của các cái phần cắt của các bạn. Đó, giả sử cái phần cắt của chúng ta lúc nãy là thầy cắt từ biên, cho nên là nó ra đến ngoài này, thì bây giờ thầy kéo vô lại. Rồi, nó sát như vậy, thì đây nối tiếp, ba phần nó nối tiếp nhau. Cái file ảnh của chúng ta nó sẽ không chồng lên nhau. Đấy, là chúng ta có ba file riêng. Rồi ở đây phần này, ok, phần header, phần menu, phần này tạm gọi là logo. Như vậy thì sau khi mà chúng ta lưu được cái file này, thì giả sử các bạn sẽ lưu với cái file là cell mã số sinh viên, thì chọn ở đây cái thư mục của chúng ta là ngồi desktop đi. Thầy sẽ lưu ở ngồi desktop này là assignment 2. Ok, thầy lưu chung thôi nha. Rồi, mã số sinh viên của các bạn là PS123456 gì đó, Nguyễn Mộng Mơ. Ok, như vậy trước tiên là chúng ta có một file Photoshop. Sau đấy các bạn làm bước tiếp theo, save. Các bạn chọn cho thầy JPEG. Ok, và nhấn save thôi. Bước tiếp nữa thứ ba là các bạn chọn save for web. Rồi, khi các bạn chọn save for web thì nó sẽ có rất là nhiều cái thông số để các bạn thay đổi. Ví dụ như các bạn chọn GIF thì bức ảnh của các bạn khi xuất ra nó lưu ở cái dạng đuôi GIF, và với bức ảnh dạng này thì dung lượng nhỏ, sẽ đưa lên web của chúng ta thuận tiện cho khi các bạn lost cái website của bạn lên. Còn và cái GIF này nó có thể là một bức ảnh trong suốt và có thể làm ảnh động. Còn nếu như bạn lưu ở dạng JPEG thì nó nén ở một cái cấp độ thấp nhất, tức là ảnh chất lượng tốt nhất và dung lượng nó sẽ nặng, và khi các bạn load lên thì nó sẽ nặng khi mà các bạn load web. Như vậy tùy cái nhu cầu mà các bạn save bằng GIF hay là các bạn save bằng JPEG, tùy các bạn. Còn nếu các bạn save bằng PNG thì nó nén tốt, nhưng chất lượng nó tốt hơn GIF, mà chất lượng của nó lại thấp hơn JPEG, và nó là cái file bạn có thể lưu một cái nền trong suốt để mà mình lấy cái ảnh phần ảnh thôi, còn phần này mình bỏ đi. Rồi tóm lại là chúng ta sử dụng GIF, và các bạn sẽ chọn cho thầy là review. Sau khi các bạn review xong thì cái giao diện web của các bạn nó đã được thể hiện ở đây, và đây là tất cả những gì mà giao diện web của chúng ta thể hiện. Và ở phía dưới này nó còn thêm cho chúng ta nữa là cái phần code. Nếu mà bạn nào có chuẩn bị học về lập trình web thì các bạn có thể là tham khảo thêm cái phần code ở dưới này. Đó, các bạn có thể tham khảo thêm phần code ở dưới này. Từ cái phần code này mà chúng ta có được các cái bức ảnh của chúng ta được hiển thị ở đây. Như vậy khi mà các bạn nhìn thấy bức ảnh thì thực chất là bức ảnh của chúng ta nó không còn nguyên vẹn như là chúng ta thiết kế bên Photoshop nữa, mà ở đây là nó có những phần nhỏ. Mỗi phần của chúng ta nó là một phần mà chúng ta cắt lúc nãy. Chúng ta cắt lúc nãy là 13 bao nhiêu phần, mình như là 16, 17 phần gì đấy, thì khi mà chúng ta save nó sẽ lưu lại cho chúng ta cũng tương tự như thế.
Và khi các bạn review cái phần này, các bạn nhớ save as lại cho thầy để mình nộp bài nhé. Các bạn chọn vô đây file save as, và các bạn cũng chọn vô cái assignment 2 cho thầy luôn, cũng là mã số sinh viên, họ tên, save as. Đấy, mình không làm gì nữa hết. Rồi đóng cái này lại. Sau khi các bạn đóng xong thì ở cái phần mà self for web này các bạn cũng không cần làm gì nữa hết, cancel luôn cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái thư mục desktop của chúng ta. Đây, trong cái assignment 2 các bạn sẽ có là trang web nè. Rồi, đây là thư mục mà sau khi mà mình chọn cắt thì nó cắt ra cho mình nè. Đó, mình cắt ra làm rất là nhiều phần đó. Rồi cái nữa là mình sẽ có cái file Photoshop và có cái file ảnh để mà thiết kế gốc, tức là chưa cắt gì hết. Như vậy các bạn sẽ gom hết tất cả cái này lại, các bạn nén lại cho thầy. Lúc nãy các bạn nên đặt cái gì, đặt cái tên thư mục assignment 2 là bằng cái tên của mình luôn thì có vẻ hay hơn. Ví dụ như là lúc nãy chỗ này là bạn đặt cái thư mục assignment 2 chỗ này nè, thay vì assignment 2 thì các bạn sẽ đặt ở đây là đấy. Ok, được chưa? Như vậy thì sau khi mà các bạn có được cái nội dung ở bên trong xong thì thiếu ở chỗ này là nó có cái assignment 2 đó. Rồi, như vậy thì các bạn nén cái thư mục này lại giúp cho thầy nha. Nén lại. Gì đây? À, do cái máy của thầy nó bị chặn cái trang HTML. Ok, các bạn cố gắng nén cái phần này lại. Còn nếu mà không nén được thì các bạn up nguyên cái thư mục này lên Drive, sau đó là các bạn chuyển cái đường link của cái thư mục Drive chuyển cho thầy để thầy xem nha. Như vậy cố gắng nén trên máy của các bạn, nén lại xem thử thế nào. Rồi, chúc các bạn có một bài assignment thành công.